Chào mừng đại gia đình, chào mừng mọi người đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu cái món cơm gà của người Hoa mọi người ạ. Những nguyên liệu gồm có là một con gà các bạn, một con gà ta, gà chạy bộ khoảng hơn 2 kg nha mọi người nha. Và bên đây là 1 lon rưỡi gạo mọi người. Rau răm, đậu, hành tây tím, dưa leo, tỏi, ớt, gừng, bột ngọt, chanh, nghệ, muối, đường. Và tất cả những nguyên liệu trên bàn để mình nấu nên cái món cơm gà của người Hoa nha mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi nấu thôi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ngâm gạo các bạn. Mình ngâm gạo khoảng 1 tiếng sau thì mình mới nấu với mọi người nha. Thì mình sẽ xắt cái củ gừng này ra mọi người. Gừng này là để mình luộc thịt gà nha các bạn nha. Luộc thịt gà thì các bạn phải dùng gừng luộc thịt gà mới thơm nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi luộc gà các bạn. Ở đây là đã có chuẩn bị một cái son sạch rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho nước vào mọi người ạ. Sau khi cho nước vào rồi đó các bạn, thì ở đây là gừng mọi người ha. Gừng mình mới sắc xong thì mình sẽ cho gừng vào. Tiếp đến nữa thì mình sẽ cho con gà vào các bạn. Mình sẽ cho em gà này vào luộc nha mọi người nha. Mình sẽ luộc em gà này là khoảng 20 phút mọi người ạ. Ở đây là có những cái lát gừng các bạn. Thì bây giờ mình sẽ sắc nhỏ những cái lát gừng ra nha mọi người nha. Thì mình sẽ sắc đầu rồng nha mọi người nha. Mình sẽ sắc nhỏ đầu rồng ra các bạn, mỏng mỏng ra như thế này mọi người ạ. Mình sẽ sắc dưa leo mọi người. Dưa leo này thì mình sẽ chỉ ra làm đôi các bạn. Ok. Mình đã chỉ dưa leo ra làm đôi rồi đó các bạn. Thì mình sẽ lấy cái ruột ở bên trong mình bỏ đi nha các bạn nha. Thì bây giờ ở bên ngoài thì mình cũng sẽ tiếp tục sắc mỏng ra như thế này mọi người ạ. Ở đây là một củ hành tây tím các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ sắc hành tây ra luôn nha mọi người. Cái hành tây tím này thì ăn ngon hơn cái hành tây trắng nha các bạn nha. Nó giòn, nó ngọt hơn mọi người ạ. Thì bây giờ mình cũng sẽ sắc nhỏ ra như thế này các bạn nha. Ở đây là rau răm các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ sắc nhỏ rau răm ra luôn nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu đi pha nước chấm nha mọi người nha. Ở đây là tỏi các bạn, tỏi đã băm nhuyễn mọi người. Sẽ cho tỏi vào. Tiếp đến nữa đây là gừng mọi người nha. Tiếp đến nữa đây là ớt các bạn. Và ở đây là nước chanh nha mọi người. Và ở đây là 1 muỗng đường mọi người ạ. À. 1 tí mì chín các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước mắm vào mọi người nha. Cho 1 muỗng nước mắm vào. Như vậy thì mình đã có được một cái chén nước mắm rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ nắp son ra xem thử là gà chín chưa các bạn nha. Wow, rất là thơm luôn. Thịt gà chín mà nứt cả da ra luôn rồi đó mọi người. Wow, ngon quá. Nè mình sẽ tâm thử đó. Chiếc đũa đã thủng mất con gà rồi đó các bạn. Có nghĩa là gà của chúng ta đã chín rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ tắt bếp để nhấc gà xuống nha mọi người.
Đó, con gà đã được nằm lên đĩa các bạn, đang bốc hơi luôn mọi người. Một tí nữa thì mình sẽ chờ cho gà nó nguội đi các bạn ha, rồi mình sẽ bắt đầu xé thịt gà mọi người ạ. Ở đây là nước luộc gà các bạn ha. Còn ở bên đây là gạo mình đã ngâm rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho nghệ vào các bạn nha. Thì cho vào đây là nửa muỗng nghệ và nửa muỗng muối các bạn ạ. Mình sẽ đảo đều lên mọi người. Và tiếp đến nữa thì bây giờ mình sẽ cho nước gà này vào mình nấu nha mọi người nha. Qua wow, cái nước luộc gà này rất là thơm luôn các bạn, bởi vì mình có cho gừng vào đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ nấu cơm các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ xem cơm thử là chín chưa mọi người nha. Qua wow, cơm rất là thơm luôn mọi người đó, rất là vừa luôn, không nhão không khô nha mọi người. Cơm ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xé con gà này ra nha mọi người nha. Xé thịt đã ra các bạn. Qua wow, thịt gà thì rất là chắc luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xé nhỏ nhỏ ra như thế này nha mọi người. Gà ta gà chạy bộ đó mọi người, cho nên thịt rất là chắc luôn, ngon quá mọi người ơi. Mình sẽ xé ra như vậy các bạn. Wow, thịt gà rất là ngon luôn. Tương tự như vậy thì mình sẽ xé cho hết con gà này luôn nha mọi người. Sau khi mình đã xé thịt gà rồi đó các bạn, thì ở đây là dưa leo nè các bạn ha, hành nè, đủ loại các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho thịt gà vào nha mọi người. Cho thịt gà vào các bạn. Tiếp đến nữa thì đây là rau răm mọi người ha. Cho rau răm vào. Ở đây là nước mắm các bạn ha, mình sẽ cho vào mọi người. Mình sẽ trộn lên các bạn. Wow, rất là thơm luôn, thơm quá thơm mọi người ạ. Như vậy thì mình đã có được một đĩa gỏi rồi đó mọi người ha. Ở đây là một cái nồi cơm gà các bạn, wow, rất là thơm luôn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra đĩa đó mà ăn nha các bạn nha. Cho ra đĩa đây mọi người. Các bạn ăn nhiều thì lấy nhiều nha, ăn ít thì lấy ít nha mọi người. Ngon quá các bạn. Và tiếp đến nữa thì mình sẽ cho gỏi gà lên mọi người. Mình sẽ cho xung quanh các bạn ạ. Wow, ngon quá các bạn ơi. Như vậy thì mình đã có được một cái đĩa cơm gà rồi đó mọi người. Hi, good morning. Chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Hoàng TV Cuộc Sống Malaysia. Ngày mới chúc lại gia đình và các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong cái món ăn sáng cho mình rồi đó mọi người, cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó là cái món cơm gà của người Hoa mọi người ạ. Thì bây giờ mời tất cả các anh các chị vào bàn ăn món cơm gà với mình nha. Mời đại gia đình nào. Đói bụng quá cả nhà. Mời cả nhà nào. Bây giờ thì mình sẽ thử cơm của mình nấu như thế nào nha mọi người. Wow, cơm rất là ngon các bạn. Mềm, dẻo, không khô, không nhão mọi người ạ. Ngon quá. Ngon. Thịt gà mọi người. Wow. Thịt gà rất là vừa ăn các bạn ạ. Ngon lắm. Ngon quá cả nhà. Cái món này thì cũng rất là nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Đã
ở đây là nước mắm mọi người, mình có thể thêm một ít nước mắm nữa các bạn. Cái món này thì cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn, đại gia đình chúng ta có thể nấu cái món này cho mọi cho gia đình mình thưởng thức nha các bạn. Wow, ngon quá. Ngon. Uống một tí nước các bạn. Ngon quá. Rất là thơm mùi gừng, mùi tỏi các bạn. Cái hành tây tím này đó mọi người ăn rất là ngon các bạn. Hành tây tím ngon hơn là hành tây trắng đó mọi người. Ăn hết một đĩa cơm gà này là no tới mai luôn á. Ngon quá. Đã rất là lâu rồi mọi người, lâu lắm rồi mọi người mình mới ăn lại cái món này. Ngon quá. Cơm rất là vừa các bạn. Ngon. Ngon quá hả? Đại gia đình chúng ta sáng nay ăn gì mọi người? Cả nhà sáng nay ăn gì? Cơm ngon quá các bạn, rất là vừa ăn, không nhão không khô.
quậy rất là ngon các bạn. Nước mắm cũng rất là quan trọng trong bữa ăn nha các bạn nha. Nếu mà chúng ta làm nước mắm mà không ngon đó mọi người thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ không được ngon đó các bạn. Gà ngon mọi người. Gà này là gà chạy bộ đó các bạn. Ngon quá. Đơn giản, nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Chỉ cần làm siêu một tí là gia đình mình có cái món này thưởng thức mọi người. Ngon. Ăn hết một đĩa này no tới mai. Ngon quá cả nhà. Đại gia đình có thể làm cái món này các bạn, ngon quá à. Hành tây tím đó mọi người, ăn lá giò ngọt hơn là hành tây trắng nha các bạn. Ăn no luôn các bạn. Đậu rồng mà bóp gỏi cũng rất là ngon mọi người. Ngon quá các bạn. Wow. Đang đói nữa, quất hết một đĩa cơm gà các bạn ơi. Ngon quá.
Thì hôm nay mình làm cái món cơm gà của người Hoa đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng xin khép video lại tại đây. Xin hẹn lại đại gia đình và các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người, bye bye mọi người, bye bye, thank you.